Vậy con có biết hút thuốc lá không? Con biết hút nhưng mà tại vì vấn đề sức khỏe nên là con không hút thuốc. Con là con thứ mấy trong gia đình? Con là con út trong gia đình. Gia đình con ở đâu hả? Gia đình con thì ở Long An. Khi con cưới vợ về thì con muốn bé Mai ở chung với cha mẹ con hay là hai vợ chồng ở riêng? Dạ, dự định của con là khi mà cưới về thì có thể là ở chung với ba mẹ. Tại vì ở chung với gia đình đó thì có thể hỗ trợ được ba mẹ tuổi già. Nhưng mà ai cũng thương con, xót con, sợ quá cực khổ thôi. Dạ, theo kiểu hiện đại bây giờ thì không có khái niệm làm dâu nữa. Nhưng mà cưới về ở chung với ba mẹ thì đầu tiên là lễ phép với ba mẹ. Ví dụ khi đi diễn thì cũng có thể dành một chút thời gian cho gia đình vào cuối tuần. Thì cái điều đó thì cũng có thể làm ấm lòng được cha mẹ rồi. Mà thí dụ như ba mẹ bên đàn gái bắt buộc bạn phải ở rể hoặc là ở riêng chứ không cho về làm dâu, bạn chịu không? Ở riêng thì cũng được. Khi mà ra ở riêng thì hai cuộc sống của hai gia đình đó thì lúc đó cũng có phần hỗ trợ nhau, chứ không phải là khái niệm là khi mà mình cưới ra mình ở riêng là mình phải tách biệt. Cái hỗ trợ là như thế nào ạ? Hoàng chưa hiểu. Ví dụ có con thì có thể là ông bà có thể hỗ trợ chăm sóc phụ. Hoàng nghĩ cái đó là hỗ trợ một chiều, dường như nó tăng thêm phần gánh nặng cho ông bà nội và ông bà ngoại. Khi mà ra ở riêng thì là cuộc sống của gia đình nó đã có cái phần mà nó thuận lợi rồi. Thì lúc đó hai vợ chồng đi làm thì có thể dành số tiền có thể hỗ trợ lo cho ba mẹ chăm sóc lúc mà đau bệnh. Khánh chào Cường. Chào Khánh. Như Cường đã biết thì Khánh là người yêu cũ của Mai. Hiện giờ thì Khánh với Mai chỉ là những người bạn thôi. Nhưng mà sau này thì khi mà Cường có thể mà kết hôn với Mai rồi thì không biết là Cường có ghen không khi mà Khánh đến nhà thăm Mai cũng như là thăm bác Dung. Một câu hỏi rất hay, rất thiết thực. Cường thì Cường cũng không có hay ghen. Buồn vui của Mai thì cũng có thể là chia sẻ cho Khánh được. Lúc đó thì Mai tâm trạng tốt hơn thì Cường cũng cảm ơn Khánh. Rất là hay, rất là hay. Rõ ràng là anh chàng Cường này thì có trái tim vị tha bao dung hơn, chứ gặp Hoàng Rapper thì thấy hơi khó chịu rồi đấy. Dạ vâng. Nhưng mà Mai, vậy chứ còn Mai sao khi mà nghe Tuấn Cường mà nói như vậy, cảm thấy làm sao? Em cảm thấy là Cường có vẻ là cũng chưa có thật lòng cho lắm với câu trả lời này. Hay là em nghĩ là Cường sẽ có một chút gì đó ghen. Thấy khựng khựng lại. Dạ đúng rồi, chứ không có thể nào mà dễ dàng như vậy được. Chính xác là như vậy. Và bây giờ